Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1 vừa qua, Ủy ban Tài chính Ngân sách đã tổ chức phiên giải trình về tình hình huy động, phân bổ cũng như sử dụng và quản lý vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020. Để cho việc sử dụng vốn vay ODA có hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội ông Phùng Quốc Hiển đã đề nghị chính phủ phải ra soát và đánh giá lại hiệu quả cũng như là tác động của hơn 1.155 dự án sử dụng vốn ODA trong giai đoạn vừa qua. Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội ông Phùng Quốc Hiển nhận định, nhìn chung việc vay vốn UDA thời gian qua đã đạt được những hiệu quả nhất định, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ quản lý. Hiện chưa có nhà đầu tư, nhà tài trợ nào có ý kiến về những vi phạm của Việt Nam về các hiệp định vay vốn trong 2 năm vừa qua. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn tình trạng chi vượt dự toán, huy động vốn chưa được cấp thẩm quyền quyết định tương tự cơ cấu vay cơ cấu đầu tư trật tự ưu tiên và hiệu quả đầu tư trên từng lĩnh vực từng dự án vẫn còn hạn chế để khắc phục những hạn chế này ông phùng quốc hiển nêu rõ một số đề nghị sau Trước hết, chính phủ cần rà soát lại hiệu quả, đánh giá tác động của hơn 1.150 dự án sử dụng vốn vay ODA trong thời gian vừa qua. Tiếp đó, đề nghị chính phủ liệt kê đánh giá các dự án sử dụng vốn vay ODA được phê duyệt không đúng thẩm quyền, nêu hướng giải quyết và báo cáo quốc hội, cương quyết xử lý các sai phạm, đổi mới quản lý đầu tư công, quản lý nợ công nói chung cũng như vốn ODA nói riêng.